Xin chào các bạn thí sinh. Về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán năm nay thì định chung đề thi về tổng thể là một đề thi tốt, có tính phân loại cao. Trong đó thì có những cái câu rất là cơ bản dành cho cái mục tiêu để các bạn đậu tốt nghiệp, và có những cái câu thì nó nâng cao hơn, khó dần lên, để có thể phân loại các cái học sinh khá, học sinh giỏi và học sinh xuất sắc cho các cái trường đại học có cái cơ sở để tuyển sinh viên cho mình. Tôi xin tích chi tiết các cái vấn đề trong cái đề thi. Thứ nhất là các cái câu cơ bản thì nó nằm ở 50 câu đầu tiên và cái ý 6.1. Thì ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là tất cả các cái câu này thì như là về các hàm số, số phức, về tích phân và các vấn đề là như là bên hình học không gian, tích không gian, thì đều là những cái bài toán khá là cơ bản, chỉ cần giải 2-3 bước là ra thôi. Và do vậy thì nó không có tạo ra một cái khó khăn gì cho các bạn. Tất nhiên cái cách đặt vấn đề của một số bài thì cũng có thể là làm cho những cái bạn mà học không có căn bản, tức là học tổ hoặc không có căn bản thì gặp khó một chút. Ví dụ như cái bài logarit chẳng hạn, đấy là một cái bài thực ra là rất cơ bản về tính chất của logarit, nhưng mà nếu chúng ta không học hành cho nó bài bản từ cái năm lớp 11, những lớp 12 về cái vấn đề đó thì chúng ta lại sa đà và đi học giải phương trình vân vân, những cái bài như vậy đôi khi lại khó khăn. Còn cái bài như là bài tích phân thì chúng ta chỉ tách thành hai thành phần là sử dụng công thức tích phân của hàm hợp và một cái thì nó ra luôn. Thì hay là bài phương trình lượng giác rất là đơn giản, đó là một cái phương trình bậc hai theo xin. Thì như vậy tóm tắt lại thì các cái câu từ câu số 1 đến câu số 5 cũng như là cái ý 6.1 là đều là những cái câu rất là cơ bản, và bạn học sinh muốn tốt nghiệp trung học phổ thông thì tất nhiên là cũng không thể nào bị điểm liệt ở cái phần này được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái bài bắt đầu nó thách thức hơn. Thì đầu tiên hết là đó chính là bài 6.2. Thì 6.2 thì theo tôi đánh giá thì đấy là một cái bài toán thú vị và nó đòi hỏi học sinh là phải đọc hiểu cái bài, cuối cùng là hình dung ra được cái không gian xác suất và tính được cái xác suất mà bài nêu ra. Thì đây là một bài toán tốt. Cũng có ý kiến cho rằng là cái đề bài nó chưa được chuẩn lắm, như là cái đáng nhẽ phải nói là đấy là các số tự nhiên từ 0 đến 9 hoặc là các chữ số 0 đến 9, mà theo tôi thì trong cái ngôn ngữ đời thường mà chúng ta có thể hình dung rất dễ dàng là cái khóa thì không thể nào là cái số là số 0.1 hay là 0.5 được, chúng ta sẽ hiểu luôn nó là các cái số tự nhiên. Giống như là ở trong những cái trường hợp cụ thể thì chúng ta sẽ không cần phải nói đấy là số thực, đấy là số tự nhiên hay là số nguyên, chúng ta sẽ ngầm hiểu luôn. Vậy thì cái bài toán này là rất là tốt, không và cũng là cái bài toán mà nó gọi là có hơi hướng của cuộc sống duy nhất trong cái đề bài đề thi của chúng ta. Các cái bài tiếp theo, tức là bài số 7 đến bài số 10 thì có thể chia thành hai loại, là một cái loại khá khó, đó là cái bài số 7 và bài số 9. Bài số 7 là bài hình học không gian, thì nói chung bài hình học không gian thì cứ về cơ bản là đối với các bạn học sinh là nó đã nằm ở loại khó rồi. Bởi vì thực ra thì cái chương trình cái phần kiến thức hình học không gian các bạn cũng học không cái phần đó thì các bạn thường học không được kỹ và khả năng xử lý là nó không, nên là luôn luôn bài hình học không gian cho dù khó hay dễ thế nào cũng luôn luôn được tính là bài ở mức khá khó. Đối với nhiều bạn thì biết cách
đưa tọa độ vào thì cũng có thể chuyển cái bài toán này về hệ tọa độ. Nhưng mà cái kỹ năng mà đưa tọa độ vào thì cũng là một kỹ năng dành cho học sinh khá rồi. Còn bài 9 thông thường thì bài 9 chúng ta thường là chờ đợi là bài hệ phương trình, và thường là chờ đợi rất là khó, rất là khó. Trong các cái đề thi thử của các đơn vị tổ chức, các trường đại học tổ chức, các trường trung học phổ thông tổ chức, hoặc là các trung tâm tổ chức, thì thường là cái bài này cũng rất là khó. Theo tôi, cái đấy cũng không phải là điều gì hay cả. Và đề năm nay có thể là sẽ giúp chúng ta tránh được những cái cuộc đua đó về cái chuyện tăng cái độ khó của cái bài phương trình và hệ phương trình. Đề năm nay thì rất là vừa phải. Các cái biểu thức đã được phân tích và tách ra rất là dễ, để có một cái người chỉ cần có một cái con mắt tư duy rất là cơ bản thôi thì có thể nhìn thấy được cái phép đặt ẩn số để chuyển về cái phương trình 3 bình phương trừ 4ab cộng b bình phương bằng 0, và từ đó thì giải ra được a bằng b, hoặc là b bằng a, hoặc là b bằng 3a. Tiếp theo thì sẽ giải các phương trình logarit đơn giản hơn. Thì đấy là cái câu 9, và tôi đánh giá là cái sự dũng cảm của ban ra đề, cái sự cải tiến của ban ra đề là đã không chọn một cái bài hệ quá khó hay là bài phương trình quá khó, mà bài tương đối là vừa phải. Thế cái bài số 8 là bài hình học giải tích phẳng, thì cũng là một cái bài toán mà nó cũng vừa sức, rất là vừa sức. Thế, nếu mà vẽ hình ra thì ta cũng hình dung được ngay, và cái bước thực hiện thì sau đó thì đều là những cái bước rất là cơ bản. Như vậy cái bài hình giải tích phẳng thì cũng không khó như là các trung tâm, các cái đề thi thử thường là ra rất là khó, và có những cái ý hình học rất là khó nhìn, và sử dụng các cái tính chất hình học mạnh để mà lồng vào cái bài toán như vậy, gây ra cũng là khiến thí sinh là rất là hoang mang. Bài toán này cũng đã giải tỏa được các cái sự hoang mang đó. Thì tiếc là nó là cho năm sau thôi. Còn đối với các bạn năm nay thì các bạn đã phải chấp nhận là chiến đấu những cái bài rất là khó. Và tôi nghĩ rằng là cái xu thế là đề bài, đề thi đại học nó không quá khó như là chúng ta cứ chờ đợi. Thì cuối cùng thì tôi xin đây là cái bài số 10. Bài số 10 thì thực sự là nó là bài khó nhất của cái kỳ thi lần này. Và về một mặt nào đó thì tôi nghĩ rằng là cái bài số 10 vừa là khó nhưng mà vừa là xấu và dở, tức là không hay. Tức là cái ý 10.2 là một cái bài toán rất là khó, và cái cách giải nó hoàn toàn là xuất phát từ cái kết quả mà ra, chứ không phải là tư duy từ các cái vấn đề người ta đặt ra. Cái hàm số chúng ta thu được là một cái hàm vừa mũ vừa đa thức nhân nhau, rồi lại trừ đi một cái đa thức nữa. Thì và cái điểm rơi nó là rất là tại cái điểm x bằng 2, y bằng 1. Thì là đó là một cách rất là đặc biệt do chúng ta, cái bản thân cái người ra đề đã chọn ra cái con số như thế thôi. Chứ còn nếu không thì sẽ không có được ra cái đáp số như vậy. Vậy thì cái lời giải, cái về phương pháp luận của cái bài này nó không có đem lại một cái lợi ích gì cho học sinh cả. Vậy như vậy thì cái bài này tôi dự đoán rằng là rất là ít học sinh giải được. Và những học sinh giải được thì chúng ta cũng không thể nào coi đấy là những học sinh xuất sắc. Vì thực ra là cái đấy là rất là chiêu, rất là mánh khóe thôi. Nó không phải là một cái phương pháp chung tổng quát để có thể giải quyết được những bài toán đấy. Thì đấy là cái điểm mà gọi là chưa được, gần như là duy nhất trong cái đề thi này. Để cơ bản tổng quát thì tôi nghĩ rằng là cái đề thi là rất là tốt. Tất nhiên tôi cũng nói thêm một chút về các cái điều mà mong muốn hơn và chúng ta có thể là để cho năm sau. Là thứ nhất là các cái bài toán thực tiễn chúng ta vẫn còn quá ít. Giá như cái bài toán cuối cùng chúng ta đã phát biểu được một cái bài toán nào đó dưới dạng
bài toán cực trị và nó sẽ dẫn đến một cái hàm số. Và để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của cái hàm số đó thì nó sẽ rất là hay. Và nếu mà chúng ta đi theo cái hướng đó thì chắc chắn cái hàm số nó thu được ấy, nó sẽ không bao giờ xấu xí và nó không bao giờ giống như cái hàm mà chúng ta đang làm. Cái gì mà nó xuất phát từ tự nhiên thì bao giờ nó cũng sẽ đẹp đẽ, và bao giờ thì nó cũng sẽ gợi ý cho những cái lời giải rất là tự nhiên, rất là đẹp. Đó là cái điều mà chúng ta rất cần phải lưu ý. Ở đâu ra, có thể tìm đâu ra những cái bài toán đẹp mà vẫn khó, thì chính là ở trong tiện để có những bài toán như vậy. Thì như vậy, ý thứ nhất là chúng ta cần đưa vào hơn nữa những cái ý về những bài toán về thực tế, những bài toán đời sống. Nhiều hơn nữa những cái bài toán phát biểu bằng lời dài như là cái bài toán 6.2. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai mà tôi cũng muốn chia sẻ đó là cái bài số 8 tuy là một cái bài toán là vừa phải và nó cũng phù hợp về mặt học thuật, tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đang đi ngược lại cái chuyện câu chuyện về ứng dụng của hình giải tích. Thực ra trong cái bài toán này, đây không phải là hình giải tích đang giải một bài toán hình giải tích. Hình giải tích được nghĩ ra để giải toán các bài toán, giải quyết các bài toán hình học. Còn ở đây thì nó đang lại là ngược lại, là cái bài toán hình giải tích được giải dựa vào các cái tính chất của hình học. Trong trường hợp này là cái tứ giác có một cái hình chữ nhật, có một hình chữ nhật, một đỉnh là A, một đỉnh là C, một đỉnh là M và một đỉnh là cái hình chiếu của A xuống DC. Thì cái hình đó là hình chữ nhật, và từ đó mới phát hiện ra là cái P là trung điểm của giao điểm của hai cái đường chéo đó. Đấy là cái ý chính. Thì tức là chúng ta đã giải quyết cái bài toán hình học giải tích, đặt vấn đề thì hoàn toàn là hình học giải tích, nhưng mà sau đó thì giải quyết là bằng cái ý hình học. Cái ngược, cái bài toán thực tế mà nếu mà hình học giải tích gọi là phương pháp tọa độ trong mặt phẳng thì nó lại khác. Nó là một bài toán hình học mà chúng ta đưa tọa độ vào chúng ta giải. Lúc đấy sẽ cái công cụ chính chúng ta sẽ là công cụ đại số tính toán, và như vậy nó mới lấy được cái thế mạnh của hình học giải tích và cái thế mạnh của các cái phần mềm, ví dụ như sau này chúng ta học những cái phần mềm, những cái phần mềm tính toán. Thế còn ở đây theo cách giải này thì thực ra là vẫn là trí tuệ nhân tạo thôi, và vì vậy thì chúng ta rõ ràng là đứng về mặt ứng dụng nó sẽ không có nhiều cái ứng dụng. Thì đấy là hai cái ý mà tôi cũng muốn góp ý thêm cho cái đề thi. Còn lại tổng thể thì cái đề thi là một cái đề thi rất là hay, rất là vừa sức và có tính phân loại cao. Một số bài toán cũng được phát biểu dưới những cái hình thức mà nó lạ hơn, nó không tạo ra một cái sự nhàm chán. Ví dụ như cái bài toán về định lý VS thì là cũng phải trước hết phải tính đạo hàm đã, hiểu rằng là điểm cực trị là điểm đạo hàm bằng không, từ đó mới ra một cái phương trình bậc hai và cuối cùng là tính đấy bản chất đấy là một bài toán định lý VS thôi. Hay là bài toán logarit tôi đã nói rồi, đó là cũng là một cách phát biểu đó, không có bình thường, không có tầm thường như trước đây được khi chúng ta giải. Và chúng ta cũng đã đổi thứ tự để không bao giờ, thường là học sinh thí sinh cứ bắt đầu vào là biết là khảo sát hàm số, nhưng mà hôm nay bài khảo sát hàm số đã chuyển sang vị trí thứ hai. Thì đấy là những cái ý mà tôi nghĩ rằng là làm cho cái đề thi nói chung là năm nay là đề thi đối là thú vị và hay. Tuy nhiên tôi cũng biết rằng là nếu như mà chúng ta đã ra lạ như vậy thì sẽ gây khó khăn cho một số thí sinh mà học hành không có bài bản, học theo kiểu tổ thôi. Vào cái là ví dụ như có nhiều bạn cứ thấy hàm số là khảo sát thôi, mà đề bài có khi người ta viết quy trình tiếp tuyến, tức là rất là máy móc và không gần như không có một cái tư duy toán học nào cả. Thì với những bạn như thế thì gặp những cái bài toán mà phát biểu nó lạ rất là sẽ gây khó khăn nhất định. Thế thì với tất cả những đánh giá như vừa rồi thì tôi sẽ cũng có những cái test và đánh giá cho rằng là cái đề thi năm nay với cái đề thi như vậy thì phổ điểm của đề thi sẽ là một cái rất là phân bố rất là chuẩn với hình tháp chuông, sẽ không có nhiều điểm không, cũng không có nhiều điểm mười, và cái trung vị nó sẽ nằm ở khoảng 4 điểm.
và cái phân bố nó sẽ rất là mịn, điểm sẽ rất là mịn. Bởi vì thực ra là chúng ta có những câu khó, nhưng các trong các câu khó đó thì đều có những ý có thể lấy điểm được. Ví dụ như câu 8 cũng là coi như là khó đi, thì chúng ta lại có cái câu, cái ý tìm tìm P là khá là đơn giản. Hay là câu 10 thì khó, nhưng mà 10.1 thì lại không quá khó. Và cuối cùng thì tôi cũng có một cái nhận xét cuối cùng, đó là cái thực ra là nếu như tổng hợp lại hết tất cả các cái ý như thế thì cái đề thi cũng tương đối là dài, và bạn nào làm được 10 điểm thì chứng tỏ là cũng khả năng xử lý các bạn vấn đề rất là cũng là rất là nhanh và rất là, nói chung bạn làm được 10 điểm cái này mặc dù đề nó không quá khó như là những năm trước, nhưng mà được 10 điểm cũng là rất là xuất sắc, rất là xứng đáng. Vậy đấy là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn thí sinh cũng như là các thầy cô giáo về cái đề thi môn toán tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016.